Cardi B nổi điên thẳng tay ném mic vào đầu khán giả khi bị hất nước vào mặt khiến cộng đồng mạng sửng sốt. Đang biểu diễn sung sức trên sân khấu, Cardi bất ngờ bị một khán giả hất nước lên sân khấu. Hành động này đã khiến nữ ca sĩ tức điên máu, thẳng tay ném mic vào đầu khán giả kém duyên này. Bên cạnh là một rapper có sự hài hước thú vị trên mạng xã hội, Cardi B còn được đánh giá là nghệ sĩ vô cùng thẳng tính, dám nghĩ dám làm. Chính vì thế cô sẵn sàng dùng sức ảnh hưởng của mình để nói lên quan điểm. Cũng chính vì bản tính này của nữ rapper đã nhận được sự yêu mến của khán giả hơn bên cạnh tài năng. Mới đây trên mạng xã hội đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh Cardi B mặc đầm màu cam bó sát, cắt xẻ táo bạo, khoe vóc dáng quyến rũ, trình diễn nhiệt huyết trên sân khấu. Tuy nhiên trong quá trình đang biểu diễn ca khúc Bold Die Yellow, hăng hái thì bất ngờ nữ nghệ sĩ nhận được một gáo nước lạnh đổ uống từ phía dưới sân khấu lên người và mặt nữ ca sĩ. Trước tình huống bất ngờ này, Cardi đã khá bất ngờ cùng bản tính nóng như kem của mình. Cardi cũng thẳng tay phang thẳng mic mà cô đang cầm hát xuống phía khán giả và được cho là nữ ca sĩ ném không chừa phát nào trúng vào người đã hất nước lên người cô. Với động thái mạnh tay dứt khoát không nhường của Cardi B đã khiến nhiều khán giả bên dưới bất ngờ. Đồng thời phía lực lượng an ninh của sự kiện đã nhanh chóng đến chỗ khán giả bị Cardi B ném micro mời ra khỏi buổi diễn. Trong khi đó Cardi B bình tĩnh chỉnh sửa lại trang phục tiếp tục trình diễn. Sau khi đoạn video ghi lại cảnh này được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng trên khắp thế giới và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng Cardi nóng như kem nhưng cũng thông cảm cho hành động phản xạ của nữ ca sĩ, thậm chí nhiều người cũng đồng tình cho Cardi và cho rằng đây là một lời cảnh cáo dành cho những khán giả kém ý thức. Bởi trước đó, cũng có nhiều ca sĩ bất ngờ bị khán giả ném đồ lên sân khấu, dẫn đến việc nghệ sĩ bị thương ở mặt phải khâu nhiều mũi. Ví dụ như ở tuần trước, một người hâm mộ ném vape trúng cánh tay của Rake trong concert của anh, còn rapper Lil Nas X bị ném đồ chơi tình dục vào người. Trong đêm nhạc ở Venice, ca sĩ Harry Styles cũng bị một vật thể bay trúng mặt khiến anh đau đớn. Trong một đêm diễn, phẫn nộ trước hiện trạng các ca sĩ bị khán giả ném đồ vào người, Adele tuyên bố, dám ném thứ gì đó vào tôi sẽ giết bạn. Chị tôi ném mic là còn hiền, chị chưa cho ăn guốc là may lắm rồi. Phải nên như vậy chứ không lại nhờn giết quen nết. Chị tính nóng như kem nhưng thích điều đó. Ngoài cái mỏ hỗn, chị còn sở hữu cái tính nóng như kem nữa nha, nên đừng đùa với chị. Cũng đáng lắm, phải vậy cho mấy má đi coi concert mà thích ném đồ lên sân khấu nó sợ, chứ không tụi nó lờn mặt, một số bình luận cà khịa nữ ca sĩ. Bên cạnh những ý kiến đồng tình về việc làm của Cardi B thì vẫn còn một số ý kiến trái chiều cho rằng Cardi B quá nóng tính và việc ném micro có thể dẫn đến bị thương hoặc vã lây cho người bên cạnh. Còn nhớ vào năm 2018, Cardi B và kẻ thù trong showbiz Nicki Minaj cũng có màn đôi co cực lớn trong lịch sử và lần này không còn là đấu khẩu hay nói kháy nhau trên mạng xã hội, mọi chuyện đã đi xa hơn, họ đã trực tiếp đánh nhau tại sự kiện. Cả hai đã chạm mặt tại sự kiện vừa qua tại New York cùng với bộ váy cực kỳ nổi bật và quyến rũ. Theo video ghi lại tại hiện trường, Nicki đang ngồi cùng với ekip của mình thì đột nhiên nữ rapper Bold Die Yellow đến với thái độ khá hùng hồn và nghiêm trọng. Cô có ý định gây hấn với Nicki Minaj, cô la hét và vùng vẫy nhưng bị các vệ sĩ và bạn bè giữ lại và tiếp đó cô la lớn để tôi nói cho cô nghe này và cởi một bên đôi guốc đỏ ném vào khu vực nơi Nicki đang đứng. Về phía Nicki, dường như cô chẳng hề quan tâm tới sự việc này và vẫn đang rất bình tĩnh. Hay vào năm 2019, nữ rapper đình đám Cardi B đã có buổi diễn tại sự kiện Vincent Pride Washington với phong cách sexy quyến rũ thường thấy, Cardi B cùng dàn vũ công không khó để khuấy động sân khấu với bản rap Money. Trong một phút cao trào, cô tiến đến chỗ của một người hâm mộ và dùng mặt của vị khách nam xấu số này làm nơi ngoáy mông, hạ thẳng bàn tọa lên. Được biết đây là điệu nhảy kích động với công cụ chính là bộ mông khiêu gợi, sau này được đặt tên là điệu nhảy twerk. Đáng chú ý hơn là màn twerk lên mặt fan siêu táo bạo trên còn được đích thân Cardi B đăng tải lên trang Instagram cá nhân, xem như một kỷ niệm đáng tự hào. Nhiều tranh cãi nổi ra rằng Cardi B không kiểm soát được hành vi, tuy nhiên nhiều người cho rằng, ô kìa, vị khán giả nam tỏ ra tận hưởng cơ mà.